úp luôn, leo hái gãy cái bần của người ta. Cái chân cà thọt leo không được mà dám leo lên cái bần. Rồi trái non quá trời luôn nè. Này trái chín nè, đi trái chín nè, chua nè. Mấy trái này non không à? Trái này non. Hái mày ăn thôi mà cho ai giữ này. Mình mày ăn sao hết. Ngồi lủng lủng nhà luôn. Hái nhậu hả? Ai nhậu, mày có nhậu không? Nhậu được mấy lon mới xỉn. Kìa kìa, trái trái trước mặt kìa, trên đầu kìa, thấy không? Bên đây đây nè, à, ngay cái tay đưa lên xíu, lên miếng nữa, à đó ngay tay đó, đúng rồi, trái đó đó, trái đó chua đó, à, gần chín luôn rồi đó, nè trái này chua nè, trái này ngon nè, thấy không? Bên kia có con trái nữa kìa, góc kia kìa. Quá trời đất, leo làm một cái ào tưởng hết hồn. Mày mà lọt xuống đây cái mày khỏi leo, khỏi đi nổi luôn á. Một đó. Sợ mày luôn á. Y từ từ bước xuống mới gãi gãi rồi mệt với luôn luôn á. Chân giò dung gì dung rồi mà đi hết bằng leo. Trời ơi nè, cái này chua nè, cái này ngon lắm. Ủa giờ đâu rồi, bỏ đâu hết rồi, bỏ đâu hết rồi, túi hả? Chục trái không, chục trái không, chục trái đâu luôn. Quá trời trái luôn, trái non không à, mấy trái già bị quằn hái hết rồi. Trời ơi nhánh bự nhà mà nó leo mà gãy nhánh luôn, ghê thiệt. À đây bị mục rồi mà.